Đau người chỗ nào ạ? Hai người khó chịu đâu thế, dậy đi chị đưa đi khám. Dậy đi chị đưa đi khám. Chờ rồi nha, nhanh lên nha, tự đi nha. Đi trước mẹ đi. Thank you.
Phượng là ấy Phượng. Chiếu chén thằng bé đây kìa. Xuống đi. Nó bị nôn. Ừ. 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 Bắt đây nha. Đây đi. Bắt đi. À, thuốc của chú nha. Em ơi, con ăn bài bừa bộn là hết thế. Đưa thuốc cho anh Trung đi để tí nữa anh ăn cơm xong anh lấy thuốc nha. Con ngồi trên nhà chơi nhá, mẹ đi xuống veo nốt rau đi. Lúc nãy vừa mua về bây giờ đi veo đấy. Ngồi trên này chơi nhá. Vâng. Châu ơi, mình gọi mình là Châu à. Lạ ghê đó.
móc kia nhá. Em có biết chăn nào tí chị để chăn nhá. Mẹ ơi. 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 Chắc quên ăn thảo rồi. Mày ăn. Này. Gió lại khỏi chết lại. Mẹ chồng nhá, con ở trên nhà nhá. Thật nó chưa nặng có run đấy nhỉ. Thank you.
vào đem lửa luôn. Ơi. À. Cho mẹ bật điện cho con nhé. Mẹ ăn con nhé. Ơi, mẹ đây. Mẹ lên, mẹ bật đèn á, bật sáng á. Bật đèn này đi. Mẹ lên nào thì bật xong tí hay là ấy. Cất cái đèn này đi. Cắt thank you.
nhá. Rượu à, cho tao một rượu. Đây này, ừ. Rượu chè bán này. Sáng rồi bán này. Sáng rồi sáng. Tối sao bán? Vẫn thề 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 á. Quên, quên quá. Còn rượu không? Rượu. Rồi bán này, vẫn còn. Vẫn còn á. Ôi thiệt rồi, bán nhé. Thật thật. Hết nhiều á. Rồi làm. Mình làm bi cho nó tính nhé. Mở lít mất. Tính rồi cái này. Cái tên đó. Tính rồi. Nè. Làm cái chào buổi tối nhỉ. Chào buổi sáng nhỉ. Làm hết nhỉ. Vẫn chạy bạn. Chập hết rượu rồi. Ờ, hết rượu rồi. Đi, thèm rượu ấy. Có tiền không mà đây? Hết rồi. Mòi 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 còn tiền không? Không, không còn nữa. Hết dính ít luôn rồi. Cái chào bình minh này. Bà đây. Hết tiền làm thế nào? Hết tiền à? Hết tiền đi đây tiệm đã uống rồi. Xuống nhà hai thằng kia đi. Rồi tiền. Xong đi nha. Xong mình đi. Rồi đi vô bóng này. Đi đây nha. Đi đây. Hôm nọ nó hôm 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 h
bánh nó chết rồi. Giờ có một mình nó vào luôn đi. Vào đây, xin chờ một hai người một nữa. À, cứ vào à, trong lỗ có khẩu được không? À, không. Dần được ạ. Một tịch tí tí nữa. Được à, nó có bay theo trong tàu ở ngoài hả? À? Nó cứng quá. Ơi tao đây. Rượu của tao đâu nhỉ? À đây. Mẹ nó to là nhá rồi. Dày ốp cửa mở lúc nào á. Dày mà em đi kiếm rượu nó một người ngốc. Nó ở nhà một mình thằng kia chết rồi. Từ ao hô ta quên gì vậy. Anh nó. Một mình nó thôi. Một mình nó vào cả ngôi đấy. Mẹ để tao xử dai nó mẹ. Nó lắm chung. Mất rét của tao ơi bà là như mỏ mạng anh. Giống tiền kiếm dở đó. Nó ở nhà. Đến nhà nó vào thẳng đất con một mình thôi. Thằng con này là người chung chết rồi. Ôi giời luôn. Giấm ít rượu quá mẹ. Tiền ơi, đi về không? Về nhá. Tiền này. Có tiền đâu đi về. Có xin ít tiền đúng rượu này. Về nhá. Tiền này. Come on.
Ơi bạn của mình ạ, ơi. Nó mặt trời mà.
Thôi thì ông trôi như này thì sao thấy được? Lần nào ông cũng ngoan trọng của chứ. Chắc ông nhớ chén thì ông mới xuống đây khá rồi. Hay là mình biết sống hơn được. Ông nhìn ông mà chết thật là nó không ăn được ra được chứ ông mình cũng chết theo đấy. Ờ, để mình xuống lại ông. Còn đi còn phát. Chứ ông chỉ nhắc ông nó chứ là có thắng rồi. Cứu đi, hay là đón đi, để đi tìm chết á. Ôi Trung ơi, lấy bóng nhanh lên Trung ơi, tối lắm rồi, không nhìn thấy cái gì cả. Nó có mắt ở đâu không? Ông
cô chỉ lấy cái khăn này lau người cho rác cho nó đỡ mất á. Em đi lấy khăn đi. Không có quần đâu. Đấy, vậy ra đắp chăn vào thì có thấy gì đâu. Thấy nó cảm đấy. Chị cởi nhá. Mày ra kia này đấy. Đắp ra cái ổ lung chị. Được. Lấy gối của em cho ông đi. Thay quần áo các kiểu đi.
nhất lên tận đây. Máy con vịt bóc cao như sao. Ui. Thank you.
Thank you.